Cuối cùng thì cũng đã đến ngày lần đầu tiên nhận tiền thanh toán từ Google AdSense. Ngày hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách để mình có thể là liên kết tài khoản ngân hàng với tài khoản Google AdSense để mình nhận tiền. Như bác xác minh danh tính xong, nhận mã PIN xong giống như thế này. Đây, xác minh mọi thứ xong xuôi hết rồi đấy, đã xong. Nhưng mà không có cái phần gọi là cái phần là liên kết thẻ ngân hàng thì các bác cứ vội cứ rối lên làm cái gì. Khi nào mà trong này có đủ 100 đô tối thiểu thì mình mới được nhận thanh toán lần đầu tiên, thì khi đó mới cần liên kết cái chỗ này này. Cách bạn nhận thanh toán này. Còn nếu mà chưa có thì cũng chưa cần thiết. Khi nào Google nó cập nhật thì tự động sẽ có cho mình cái phần này. Cho nên các bác cứ yên tâm, cũng không phải lo lắng gì cả. Cái này nó không phải là doanh thu của các cái quảng cáo hiển thị lên, mà đây là cái doanh thu mà mình nhận được từ cái phần gọi là phần YouTube Short, nội dung ngắn đấy trên YouTube. Thì cái kênh này thì mình có làm cho một người em của mình. Đấy, thì là cái số tiền nhận được từ YouTube Short nó là 100 đô từ cuối tháng 3 cơ, có cái mail thôi rồi. Thì cho các bác xem cái mail nó báo nhận thanh toán cái số tiền mà nhận được từ YouTube Shop. Đây. Đây là người em của mình là Tạo Huy Hoàng đây, để gửi yêu cầu nhận YouTube Shop bạn cần có một tài khoản AdSense đang hoạt động. Kênh này chưa bật kiếm tiền nhưng vẫn nhận được doanh thu từ quỹ YouTube Shop. Nó một là một cái quỹ mà nó trích riêng cho những cái người mà làm video ngắn trên YouTube, đúng như TikTok ấy. Đó, nhìn thấy không? Quỹ YouTube Shop Tạo Huy Hoàng. Bạn đã yêu cầu nhận thưởng thành công. Tất cả số tiền của tháng 3 đấy sẽ được nhận vào ngày mùng 10 tháng 4. Thì bây giờ đã là mùng 10 tháng 4 rồi. Và số tiền nó đã cộng lên rồi đây. Cho anh em xem số tiền nó lên 100 đô rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành liên kết thẻ ngân hàng với lại cái tài khoản này để có thể là nhận tiền. Mà về trang chủ đầu tiên luôn đi cho nó dễ đi. Và bắt đầu quay lại bước đầu tiên. Cái này các bác không quan tâm cái website làm cái gì nhá, kệ nó đi, ấn vào cái phần này này, gạch ngang ở trên này này, ấn vào đó và sau đó kéo phần thanh toán rồi ấn vào thông tin tài khoản. Thì khi đó bên này nó sẽ có cái phần mình liên kết thẻ ngân hàng là thêm phương thức thanh toán vào, sau đó mình chọn vào cái là thêm chi tiết chuyển khoản ngân hàng mới, cái ID người thụ hưởng là mình không cần thiết, là tên tài khoản ngân hàng thì mình viết hoa, trên mặt thẻ ngân hàng nó có cái tên viết hoa không dấu nhà mình thì mình viết vào, như của mình là Lưu Văn Thưởng đó, viết không dấu vào. Thẻ ngân hàng nó cũng thế. Và sau đó là tên ngân hàng, thì bây giờ nó tùy vào ngân hàng thì mình sẽ vào đây mình tìm này. Nó gọi là Swift này, TR này, Big. Đó. Đâu? Đây là Swift đây này. Cái từ này anh em nhé, từ này. S này, W này, I này, S, T này, Big này, Enter. Đấy, tìm từ đấy sẽ ra mình tìm cho mình cái địa chỉ là zerbank.vn, ấn vào đó. Thì sau đó là mình sẽ kéo xuống phần này, như ngân hàng của mình là ngân hàng quân đội, MB quân đội thì của mình nó ở đây. Thì đây hỏi là tên ngân hàng tiếng Anh thì mình copy hết cái này vào này. Đấy. Ấn Ctrl C là sao chép và sau đó sang bên phần Google AdSense, đây là tên ngân hàng này viết bằng tiếng Anh này. Ctrl V dán vào. Đây cái mã Swift Big như này. Đấy thì mình sang bên này mình copy cái bên này. Cái bàn phím cho mình lại bị có vấn đề rồi. Pin nó yếu sao ấy. Chuột chạy bình thường nhưng mà cái bàn phím nó bị pin yếu rồi. Tất nhiên số tài khoản của mình là 63001234555555. Bác nào làm việc với mình nhiều rồi thì chắc chắn là sẽ biết cái số tài khoản ngân hàng của mình đây. Rồi, nhập lại số tài khoản dưới này cũng như vậy, y chang như vậy. Đấy, 63001234555555. Đấy, đấy là số tài khoản ngân hàng của mình. Và sau đó dưới này nếu mà ai chưa tích vào đây ý, thì tích luôn vào đây này. Đặt làm phương thức thanh toán chính, tức là số tiền chỉ gửi về tài khoản này thôi. Ấn lưu lại. Và sau đó thì OK. Còn nếu muốn thêm một phương thức thanh toán khác vào đây, dự phòng vào đây, thì mình ấn thêm vào đúng như vậy, cũng như vậy, cũng như vậy, như vậy. Đấy. Bây giờ mình sẽ load lại trang này, thì sẽ kết quả đó chính là hết phần là yêu cầu phải hành động để giải phóng thanh toán. Tất cả mọi thứ xong xuôi. Xác minh này đã xong này, thông tin thanh toán này cũng đã xong. Đấy. Chúng tôi sẽ thanh toán nếu tổng số tiền ít nhất là 100 đô trong một tháng. 2 tháng, 3 tháng miễn sao đủ 100 đô để nhận được tiền. Cái phần là thanh toán liên kết thẻ ngân hàng nó chỉ có như vậy thôi. Thì hy vọng các bác sẽ biết cách liên kết thẻ ngân hàng một cách dễ dàng và chính xác để khỏi bị thất lạc số tiền đi, rồi không phải ra ngân hàng hỏi xem là bao giờ tiền về hay nọ thế kia. Thì số tiền mình sẽ nhận được là vào ngày từ 22 đến 25 hàng tháng. Mùng 10 là chốt vào AdSense, như ngày hôm nay mùng 10 đây, là tất cả số tiền của tháng 3 sẽ được cộng vào ngày mùng 10 tháng 4. Và sau đó đến ngày 22 đến 25 tháng 4 là mình nhận được tiền vào cái tài khoản ngân hàng này, đúng như kiểu là công ty trả lương cho mình khi mình đi làm công ty. Rồi, thì cơ bản là cái nội dung video ngày hôm nay chỉ có vậy thôi.
Còn nếu mà anh em nào yêu quý sang đây có thể là xem những cái video giống 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 như này thì ủng hộ cho mình đây. Được 65.969 người đăng ký, trời đẹp quá. Đấy, số view đang lên này. Anh em nhìn thấy không? Đó, view lên này. Đó. Và số view cho anh em xem là 48 giờ qua được 129.167 view. 60 phút trước là được 4.296 view rồi. Đó, đang lên đấy. Rồi, thì là hy vọng là cái video này có thể giúp ích được các bác trong vấn đề đó chính là liên kết thẻ ngân hàng và cho làm sao cho nó dễ. Thôi chẳng biết nói gì hơn nữa, thân ái và cuối tháng chào tất cả các bác. Bye bye.